Xoài non ly hôn xẻ Messi, Diệp Lâm Anh nhắn nhủ một câu, hội chị em đồng loạt an ủi. Chiều ngày 16 tháng 6, hot girl Xoài non chính thức xác nhận đã ly hôn streamer xẻ Messi sau thời gian dài vướng nghi vấn trục trặc hôn nhân. Ngay sau khi mỹ nhân sinh năm 2002 đăng tải bài viết trên trang cá nhân, không chỉ người hâm mộ mà những chị em thân thiết trong giới showbiz, KOL cũng để lại những bình luận động viên cô. Gây chú ý nhất trong số đó là bình luận của Diệp Lâm Anh, người từng là chị em dâu với Xoài Non. Diệp Lâm Anh nhắn nhủ, chặng đường tiếp theo hãy cố gắng mạnh mẽ, em nhé. Diễn viên Trương Quỳnh Anh cũng là một trong số những người để lại những bình luận an ủi Xoài Non sớm nhất. Nữ diễn viên bày tỏ muốn ôm Xoài Non để động viên cô giữa biến cố hôn nhân này. Ngoài ra, diễn viên Lưu Đen Ly cũng chia sẻ với Xoài Non, kết thúc chưa phải là dấu chấm hết đâu, rồi sẽ có người khác đến bù đắp cho em và đi cùng em tới cùng trời, cuối đất. Ôm em một cái, cố lên nhé cô gái xinh đẹp. Được biết, trong bài viết xác nhận chia tay chồng thiếu gia, Xoài Non đã gửi lời cảm ơn đến những người đã yêu thương, ủng hộ cô và chồng cũ xuyên suốt khoảng thời gian cả hai từng sống chung. Người đẹp nghẹn ngào xin lỗi vì phải thông báo cuộc hôn nhân với xẻ Messi đã đi đến hồi kết. Cuối cùng, cô nhắn nhủ đến chồng cũ và gắn thẻ đối phương, cảm ơn vì đã làm cho thanh xuân của em thật đẹp. Được biết, trong thời gian vừa qua, Xoài Non và xẻ Messi vướng vào tin đồn đã đường ai nấy đi. Tuy nhiên, trong những tháng ngày chưa công bố tin chia tay, cả hai lựa chọn giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào về câu chuyện này, cho đến khi Xoài Non xác nhận đã chia tay cách đây ít giờ. Khi rời khỏi chồng cũ, người đẹp sinh năm 2002 làm việc chăm chỉ hơn trước đây. Cô nhận lời bán hàng trực tuyến cho các nhãn hàng, tham gia các dự án của một số nghệ sĩ nổi tiếng.